là Nguyễn Quốc Lanh, là cựu chiến sĩ của B2, tức là gọi là giờ cục chính trị B2, thì chúng tôi làm công tác là chuyên trông nom tù binh, canh giữ tù binh. Thế thì tù binh của chúng ta ở đây là gì? Là những lính Mỹ, lính thủy quân lục chiến Mỹ, rồi là đủ kiểu, nghĩa là nó xâm lược mình. Thế thì chúng ta là bắt từ các chiến trường mà đưa về cái trại tù binh của cục chính trị B2, mà cái trại chính xác là trại TB22 của cục chính trị B2. Đấy là cái trại chuyên là canh giữ tù binh Mỹ. Thế thì trong cái thời gì chúng tôi canh giữ thì đời sống khó khăn lắm, ăn uống, nghĩa là bố đội mình thì phải ăn độn ngô, ăn độn khoai, ăn độn sắn, ăn độn lạc, ăn độn đỗ xanh. Thế thì Mỹ thì nó nói là ôi giời, các ông giải phóng còn lâu mới thắng được chúng tôi vì các ông khổ quá. Thế từ cái chỗ mà nó nói như thế thì mình mới, từ đó trở đi thì mình không cho nó ăn độn một cái gì cả. Nó trước là nó phải ăn độn như mình, nhưng mà sau khi mà nó nói là mình như thế thì mình cho nó ăn toàn bộ là gạo trắng. Còn ăn độn thì bộ đội mình là phải ăn độn. Bữa của bộ đội ta thì có bữa thì có thịt, có bữa không có thịt. Nhưng mà riêng tù binh Mỹ thì bữa nào cũng phải có 1-2 miếng thịt, gọi là để cho nó cải thiện. Thế còn đầy đủ mình ăn như thế nào thì là cho nó ăn như thế. Nhưng mà riêng cái là bữa nào nó cũng phải có thịt, để nó là cái sinh hoạt của nó cho khá hơn hẳn bộ đội mình, để cho nó thấy được cái ưu ái của cái nhân đạo của mình đối với nó như thế nào. Thế thì đấy là một cái điều mà tôi thấy là cái sự nhân đạo của mình đối với tù binh Mỹ, thì là cái trong không phải là một năm mà tôi ở trong trại, là 5 năm liền ở trong trại thì chúng ta đối với nó đều như thế. Thế có những người, có những cặp vợ chồng nó còn quyến luyến, nó không muốn về nữa, là vì nếu mà nó về, nó đi ra ngoài thì gặp dân Khmer là người ta, một là người ta thịt, hai người ta ấy, cho nên nó không dám bỏ mà nó trốn. Có cả vợ à anh? Vâng, có một cái hàng binh thì có cả vợ. Thế một hôm đó thì là nó trốn thì nó đi, nó cắt rừng, nó đi thì nó cắt hướng Tây thì gặp bộ đội mình hướng Tây, nó cắt hướng Đông gặp bộ đội mình hướng Đông, gặp nhà của mình hướng Đông, gặp hướng Nam, hướng Nam, hướng Bắc, nó đều gặp bộ đội mình hết, nó ở giữa, còn mình ở chung quanh. Thế nó cắt đến sáng nó không cắt được đi thì bắt đầu đến cuối cùng thì nó cắt ra hướng Đông thì đúng cái trạm gác vệ binh của mình. Thì nó vừa cười, nó nói tiếng Việt lơ lớ là em là em định trốn. Thế nhưng mà em thương anh giải phóng, em sợ anh giải phóng bị kỷ luật, cho nên em lại về với anh đây. Thì đấy là trại tôi là có hơn chục thằng tù hàng binh Mỹ, mà đến năm 72 thì chúng tôi là trao trả cho nó. Nhưng mà có một cái là đời sống của anh em mình dù khó khăn thiếu thốn như thế nào, nhưng mà nó, riêng nó là được yêu ái. Nó ăn thì là không phải độn. Thức ăn của chúng nó là bữa thì không nhiều, nhưng cũng có một vài miếng thịt. Nhưng bộ đội mình thì không có đâu. Bộ đội mình là tự là cải thiện là chủ yếu. Chứ còn tiêu chuẩn là dành để mà đối xử nhân đạo với tù binh. Anh cho em hỏi cái nhà giam mình giam người ta ấy, thì cái kiểu cách nhà giam quy mô nó như thế nào? Nhà giam của mình như thế này. Mình thực ra không phải là nhà giam. Dạ. Thế là vì là địch là lúc nào nó cũng trinh thám để nó phát hiện xem là trạm giam ở đâu để nó cứu tù binh. Đến nó cứu tù binh. Thế cho nên là anh em mình phải đào cái hầm, sau đó là cho nó nằm ở dưới hầm. Thế còn anh em mình bảo vệ ở trên là cho nó nằm ở dưới hầm. Thì là nó làm ở hầm, anh em mình đào hầm chung quanh, còn nó là đào hầm ở giữa. Mình đào hầm cho nó ở giữa. Đấy, thì là cho nên là không, mình an toàn như thế nào thì nó an toàn như thế. Tức là nó, không có nhà anh? Không có nhà. Không có nhà. Tức là toàn bộ là giam là toàn dưới hầm hết. Dưới hầm hết. Dưới hầm là bố đội Mỹ nằm hầm, mà nó cũng phải làm hầm. Nếu mà không làm hầm. Trên có lán. Trên thì có lán, lán lập lá trung quân.
Na Trung Quân. Thế và còn cái lá Trung Quân nó chỉ bằng bàn tay thôi. Thế là người ta gập đôi và xong người ta cài vào để người ta lập thì là bom napalm là không thể cháy được. Em hiểu này có phải không? Tức là bên trên thì là cái lán. Rồi. Và bên dưới, mà dưới là hầm. Rồi. Dưới là hầm. Có bom miếc này kia thì là an toàn. Là ấy. Em có nghe anh vừa kể về cái trường hợp mà nó trốn xong rồi nó không trốn được ấy. Vâng. Thì là từ trong cái lán ấy đi ra luôn thì thế nào mình chả nhìn thấy anh? Không nhìn thấy được. Là vì tối là mình ở quanh chung quanh như thế này. Thí dụ mình ở ở cái chu vi như thế này thì đây cái hầm để dành riêng cho nó ở đây ở giữa. Còn anh em mình phải bao bọc chung quanh. Như cái hầm thì mỗi hầm đấy là có bao nhiêu cái tù binh Mỹ đấy anh? Mỗi hầm thì chỉ 1-2 thằng. Vâng. Đấy. Như vậy là mấy cái hầm ấy tụ vào một chỗ hay là cứ từng nhóm? Không không, tức là riêng thí dụ như thế này. Thí dụ như là mình 2-3 cái hầm tù binh ở giữa. Vâng. Còn hầm của mình là cái hầm con này là ở quay quanh. Vâng. Xong đấy. Lại nhóm khác lại cũng như thế. Rồi, cũng thế, cứ mỗi một trại nó chỉ thế thôi. Và đấy là tính là một trại đấy. Một trại. Và ở trong một cái khu rừng nào? Vâng, là chỉ có 12 thằng tù binh. Dạ. Anh ấy thế có thường xuyên di chuyển không? Cái trại của mình. Trại thì của mình thì hầu như là thường xuyên di chuyển. Vâng, em nghĩ tức là di chuyển như này. Mình thấy là có cái hiện tượng là nếu như mà cái máy bay trinh sát OV-10 vâng. nó quay quanh khu vực của mình đóng quân nhiều vâng. bất thường cái là mình chuyển ngay, là tối hôm đó là mình phải chuyển luôn à. Mình chuyển đến nơi khác mình lại phải đào hầm cho nó vâng. chứ không bắt nó đào đâu à. Mình lại phải đào hầm cho nó, xong rồi bộ đội mình lại vào rừng chặt cây để ấy lên trên rồi đổ đất lên để làm lắp hầm để cho nó ngay, còn trên là vẫn có lá Trung Quân để tránh mưa. Thế thì là nếu như thấy hiện tượng bất thường cái là mình lại phải làm như thế luôn. Có khi có tháng là mình di chuyển đến 2-3 lần, có tháng như thế. Nhưng mà có khi nào yên ổn thì vài ba tháng mình không phải chuyển. Đấy, thì đấy là riêng trại Mỹ thì như thế. Còn trại Ngụy thì là mình làm cái nhà, mình làm nhà cho nó. Làm nhà cho nó ở thì là nó ở coi như là cái tre mình bổ thành cái rát giường đấy, lấy cái bổ thành chiếu này, xong rồi để cho nó giải ấy lên nó làm. Thế quần áo thì mình may cho nó, mình may luôn, chạy mình tự mình may, mình may cho nó, mình cũng chả cần đo đâu. Thế nhưng mà may cho nó là một cỡ, thế là coi như là nó mặc quần áo mình, anh em mình thì quần áo giải phóng, còn nó là quần áo tù. Thế nhưng riêng chạy Ngụy thì là mình làm nhà, và không riêng chạy Ngụy thì là mình làm nhà, mình cho nó ngủ sạp. Thế còn riêng chạy Mỹ thì mình đào hầm cho nó ngủ hầm và anh em mình cũng ngủ hầm để tránh là một là cái bom tọa độ của nó này, hai là pháo bầy này, và ba là B-52 này, nó liên tục nó quần đảo là cứ nghi ngờ vùng nào nó quần đảo nó đánh như thế. Thế trong cái 5 năm mà anh làm ở trại thì có cái trường hợp nào mà bị bom không anh? Trúng bom mà có ngoài anh em mình hy sinh ra rồi thì còn tù binh hàng binh đó cũng bị không chết? Không bị một người nào. Thế tức là coi như là mình anh em mình thì cũng không bị, không ai bị hy sinh, mà nó thì cũng không bị thương vong. Chứng tỏ là cái bí mật rất tốt. Vâng, cái bí mật của mình thì cực kỳ. Anh ơi, cái Mỹ mà cũng có hàng binh thì anh có biết cụ thể cái trường hợp hàng binh nó hàng như thế nào không? Không, tức là nó không thích ở với Mỹ nữa. Thì bắt đầu là nó đi thì nó cũng chán ghét chiến tranh. Thì nó trốn về với mình. Thì nó chỉ trả lời như này là về với các ông giải phóng, chúng tôi còn có hy vọng có ngày chúng tôi về quê, chứ còn ở với Mỹ mà các ông tấn công vào là chúng tôi chết. Thế cho nên là thôi, tôi chọn cái là an toàn, để vợ chồng tôi là an toàn. Thì đấy là cái thực tế là mình, mà mình còn giữ, mình bảo quản, mình bảo tạo cái an toàn cho thằng Mỹ còn hơn cả cái anh em mình. Cái anh em mình là tự phải bảo quản, nhưng mà riêng thằng Mỹ thì tất cả anh em mình phải là đảm bảo an toàn cho nó. Thì cái đó là cái thực tế. Đấy là một cái mà chúng tôi mà
Ngay cái chuyện ăn uống của chúng tôi thì khá gian khổ lắm. Ăn uống thì ăn thì không đủ lo đâu. Bộ đội là chỉ được 3-4 lạng gạo một ngày thôi. Còn ông tự ra rừng, ông trồng sắn, ông trồng cái này ông ăn. Thế nhưng mà mình bảo đảm cho nó là từ cái năm 70 cho đến năm 72, 2 năm rồi. Nghĩa là mình đảm bảo an toàn cho nó. Cho nó ăn uống, lúc nào nó cũng đủ. Bộ đội mình chỉ được 3-4 lạng gạo một ngày. Nhưng riêng thằng Mỹ là được 6 lạng gạo. Thế còn mình 3 lạng gạo thì mình phải đi ra tăng ra thêm sắn này. Rồi là trồng khoai này. Rồi tự là cấy lúa mà ăn. Thế thì nhìn là bộ đội mình là phải cử nhau ra mà làm. Nhưng mà riêng thằng Mỹ, thằng Mỹ thì là coi như ngày nào cũng như ngày nào. Nó là cứ 6 lạng gạo, nó sơi một ngày là 6 lạng gạo. 6 lạng gạo mà thịt là bữa nào nó cũng phải được 1-2 miếng thịt. Nhưng bộ đội mình không có đâu. Có khi bộ đội mình hàng tháng chỉ được một vài miếng. Thế nhưng mà riêng nó là cứ ngày nào nó cũng phải có. Khẩu vòn của nó là ngày nào nó cũng có. Anh ơi, thế trong cái quá trình mà anh khai thác, gọi là khai thác tù binh ấy, mà thì cái câu chuyện gì trong cái nội dung khai thác, cái gì làm cho anh ấn tượng nhất, nhớ nhất, đặc biệt nhất? Tôi chỉ nhớ một cái như này. Cái năm ấy thằng Mỹ là nó hỏi mình là tôi nghe nói ở ngoài Bắc là có chế độ ba khoan. Thì tức là khoan yêu, khoan cưới và khoan đẻ. Thì ngoài Bắc mình có chế độ ba khoan thì có phải không anh? Đấy, thì tạm khoan thì là cái lúc giờ thì nó hỏi mình là chế độ ngoài Bắc là có chế độ ba khoan thì có phải không anh? Thế thì tôi thì không trả lời, thì ông thủ trưởng của tôi thì ông chỉ nói trả lời nó một câu như này. Mày nói buồn cười nhỉ? Sao mày nói ngu thế? Thế chúng ta mà khoan như thế này thì lấy đâu ra mà bộ đội vào đánh chúng mày ầm như thế này? Chúng mày nói ngu nhỉ? Thế đấy là một cái. Cái thứ hai mà tôi ấn tượng nhất một cái như này là bây giờ cái ông thủ trưởng của tôi là anh Tám Tố. Bây giờ anh vẫn đang còn sống ở trong miền Nam, trong Sài Gòn. Thì một cái thằng tù binh thì là nó nằm thì nằm ở dưới hầm thì không phải là lóng nước gì đâu. Thế thì nó suốt ngày nó cứ trần truồng ra như là con nhộng ấy. Thế thì ai nói mà chúng tôi nói thế nào nó cũng không mặc quần áo. Mà nó cứ trần trờ ấy như thế. Thế sau chúng tôi rành kệ nó, không nói gì cả. Thì cái ông Tam Tố là ông thủ trưởng của tôi thì ông đến ông chỉ nói một câu. Thế văn minh kiểu Mỹ của mày đây à? Đấy, ông chỉ hỏi nó một câu, đây là văn minh kiểu Mỹ của mày đây à? Từ hôm anh Tám Tố anh hỏi một câu như thế, chiều hôm đó là nó mặc quần áo luôn. Không bao giờ nó dám lột quần áo ra nữa. Thì anh chỉ hỏi một câu là, thế đây là văn minh kiểu Mỹ của mày đây à? Đấy, thì là từ hôm đó là nó mặc luôn quần áo. Nó không bao giờ là nó dám cả trần cả chuồng nữa. Thì đấy là một cái thứ hai mà tôi trong cái quá trình ấy là tôi nhớ. Còn có những nhiều cái mà hỏi, nhưng mà mình cũng không, vì nó thuộc vào chiến trường ở chỗ này, đơn vị nào ở đâu thì mình không cần quan tâm với nó. Nhưng mà có hai chi tiết mà tôi nhớ nhất là cái tin nhất. Chi tiết thứ nhất là nó hỏi cái anh Bảy Tui, thì sau này là anh Bảy Tui thì miền Nam giải phóng thì anh ra đây, thì sau anh đi sang Canada, anh định cư ở Canada. Thì là nó hỏi anh Bảy Tui là ngoài Bắc có chế độ ba khoan có phải không ông giải phóng? Đấy, thì ông ấy chỉ nói câu là sao mày ngu thế nhỉ? Nếu chúng tao mà khoan ba khoan như thế, lấy đâu mà người un vào đánh chúng mày mà để thắng được chúng mày? Mà chúng mày hỏi ngu thế? Thì đấy là một cái mà tôi nhớ nhất, một cái câu của anh Bảy Tui. Anh Bảy Tui, anh ấy tên là Bảy Tui đấy. Tui. Đấy, Bảy Tui Tui chứ, nhưng mà gọi là Bảy Tui, nhưng mà anh là Bảy Tui. Tui là tàu u tu ô tô y tui. Đấy, thì anh hỏi nó một câu. Thế đấy là một cái hỏi mà tôi nhớ nhất. Cái hỏi thứ hai là ông Đào Sĩ Tố, gọi là anh Tám Tố, bây giờ anh còn đang sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Là cái thằng Mỹ là nó cứ thế là nó để suốt ngày nó cứ trần như nhộng.
Thế thì anh em nói thế nào nói là nó không chịu mặc quần áo. Mà cho nó ăn uống, điều kiện nó là sướng hơn bộ đội mình nhiều. Nó có thể nói là gấp đôi bộ đội mình. Bộ đội mình thì khổ lắm. Có đánh nhau à? Có gọi không, tra tấn tù binh? Không, không bao giờ. Không bao giờ mình đánh nó. Không bao giờ mình ấy. Mình nói nặng nó đã là ấy rồi. Chứ mình cũng chẳng nói nặng đâu. Thế nhưng mà nó là nó tự nó cái kiểu nó làm như thế. Thế thì anh Đào Sĩ Tố, anh chỉ hỏi một câu như này. Thế đây là văn minh kiểu Mỹ của chúng mày đây à? Đấy, anh Đào Sĩ Tố anh hỏi nó một câu. Thế là từ hôm đó là nó không bao giờ nó dám cởi trần nữa. Mà nó phải mặc quần áo. Thì đấy là hai cái đó là tôi nhớ nhất. Đấy, là hỏi là ốm đau ấy. Không, ốm đau của nó thì... Tức là Mỹ và Mỹ, kể cả từ bên Mỹ nhá. Vâng. Khi ốm đau ấy thì có thuốc men. Không, thuốc men đặc biệt là mình chăm sóc cho nó tốt. Thí dụ như thế này. Là trại của mình là riêng một cái ông ban, có một ban quân y. Mà bộ đội mình ốm đau thì cái chuyện là qua qua thì không nói làm gì. Thế nhưng riêng nó ốm đau thì mình chăm sóc nó ghê lắm. Mà hơn cả bộ đội mình. Không, cái đó là hơn cả bộ đội mình. Không, mình không thích. Nhưng mà cái việc đó là chế độ nhân đạo của mình. Cho mình phải làm. Thế mà mình phải làm. Thế cho nên là chúng tôi thì là có cái may là khi mà đi bộ đội thì chúng tôi được học ở ngoài Tổng cục Chính trị và Cục Tình vận của Tổng cục Chính trị là đào tạo 3 năm ở ngoài Bắc. Thì chúng tôi vào trong Nam thì cái chuyện đấy chúng tôi thấy là cái chuyện nó bình thường lắm. Với cái đối xử với mình, đối xử với tù binh Mỹ, Ngụy là mình không có đánh đập, không tra tấn gì đâu. Chứ mình không có vô ấy. Khi anh vào đấy thì cái vốn liếng tiếng Anh của anh là học ở đâu anh? Tiếng của tôi là học ở trường đại học sư phạm, khoa ngoại ngữ trường đại học sư phạm. À, tức là khi anh đi thì anh đã là sinh viên của trường? Không, lúc mà đi thế này, lúc đi là chúng tôi là bộ đội. Vâng. Thế thì trường đại học sư phạm thì lúc giờ người ta xuống tận đơn vị tôi, người ta tuyển những người nào mà tốt nghiệp cấp 3 thì càng tốt, không được lớp 8, lớp 9, lớp 10 là người ta lấy tất, là đi vào là gọi là cử tuyển đấy. Vâng. Thì đi vào cái trường cứ đại học sinh cấp 3. Vâng. Thì là cử tuyển là lên trường đại học sư phạm để học. Thế học tiếng Anh thì là chúng tôi học đầu tiên là học ở chỗ Cầu Giấy. Thì học đầu tiên ở Cầu Giấy thì là cái bọn biệt kích, thám báo biệt kích ấy, thì nó đến đấy thì là vì mình ăn ở nó kham khổ mà ăn uống cũng đói. Thế là nó hôm đó là không may là cái trường tôi là bị ngộ độc, là mất mấy chục người bị ngộ độc. Thế sau đó là xe của Tổng cục trị đến để đưa đi cấp cứu bệnh viện 354, bệnh viện 108. Đấy là các cái bệnh viện ấy là đưa đi cấp cứu. Thế sau đó là thấy là không an toàn, ở Hà Nội không an toàn nữa. Thì chúng tôi mới được sơ tán về chỗ Hà Tây. Thế đầu tiên là chúng tôi sơ tán về Mỹ Đức, Hà Tây. Thế sau đó học ở đấy 2 năm thì chúng tôi lại sợ là chiến tranh phá hoại của Mỹ. Thì chúng tôi lại sơ tán sang cái huyện Ứng Hòa của Hà Tây. Thế là chúng tôi học ở đấy 3 năm thì chúng tôi vào trong chiến trường. Anh vừa nói đến cái gì? Biệt kích của Mỹ là sao? Tức là mình nghi là lúc mà mình bị ngộ độc là nghi là cái bọn gián điệp biệt kích Mỹ là nó không thể làm gì được mình. Nhưng mà cái ông thủ trưởng tôi nói là nó làm cho như cái hạt sạn nó bay vào mắt mình thì mình cũng phải dội ngứa. Thế cho nên tốt nhất là đảm bảo an toàn, phải bảo mật, phải an toàn. Thì chúng tôi cứ di chuyển liên tục mà. À. Chúng tôi học là cũng phải di chuyển, thế di chuyển đến 3 lần. Vâng. Đấy, từ trường đại học sư phạm. Xong là về Mỹ Đức thì ở ba nơi. Xong đó lại chuyển sang Sơn Công thì mới cố định ở Sơn Công, xong lúc giờ mới đi chiến trường. Tức là khi nhập ngũ, sau đó thì là anh được cử tuyển đi học ngoại ngữ 3 năm. Vâng. Sau đó vào chiến trường. Vâng. Vâng, nếu phải thế thì mới có được, tức là cũng là quân đội đã trang bị. Vâng, quân bị trang đội kiến thức cho chúng tôi. Vâng. Trong cái thời gian mà ở mà khai thác, ngoài cái chuyện anh nói ra vừa như vừa rồi hai cái câu chuyện về lính Mỹ ấy, thì ngoài cái đấy ra thì
cái giao tiếp giữa cái tù binh Mỹ với lại anh em mình thì người ta có quy định là không được gặp gỡ, không được nói không chuyện. không có riêng lính Mỹ thì mình cho nó nói thoải mái bằng tiếng Anh. Thế là chúng tôi này, từ vệ binh này, từ lính gác này, từ anh nuôi này, từ quản lý này, tiếp phẩm này, đều là học ở ngoài Bắc vào. Đều nói tiếng Anh hết. Đều nói tiếng Anh. Wow. Thế cho nên là riêng cái lính Mỹ thì chúng tôi lại cho nó nói thoải mái tiếng Anh. À. Cứ nói thoải mái. Và họ cũng thoải mái trong cái game. Nó cứ thoải mái, nó toàn tiếp. Nó muốn nói gì nó nói. Nó không có... Không bị chói không anh? Không bị chói. Không bị chói, không bị chói. Không bị xích gì. Không. Chỉ ở loanh quanh trong... Ở trong cái hầm ấy thôi. Vâng. Đấy, cứ hai thằng một hầm. Thì là mình ở đấy là 12, mình là ở trại thôi là có 12 thằng tù binh, thì là đào cho nó 6 cái hầm. Đấy là... Thường thì họ không có máy bay thì họ có được ra ngoài khỏi hầm? À có, mỗi tuần nó được đi ra suối thì mình, anh em bộ đội mình đưa nó ra suối tắm 2 lần. Vâng, đi ra suối tắm. Đi ra suối tắm. Do, ví dụ như rồi đi đánh răng rửa mặt, là sáng là đưa nó ra đánh răng rửa mặt. Xong là này cho nó về. Là rất là thoải mái chứ không mình không họ em nghe anh nói là có một cái lán ở trên này rồi cái hầm ở dưới rồi, thì họ có được thường xuyên ở cái lán không hay là thường xuyên phải ở trong hầm? À không, nó lúc nào đi ngủ nó mới xuống. Lúc nào đi ngủ, tức là anh em mình là lúc nào mà bảo thôi đến già đi ngủ thì nó mới xuống hầm, chứ còn nó cứ ở trên nó bình thường. Bình thường ở trên. Ờ, nhưng có được trên. Ra khỏi cái nhà hay không? Không. Ra ngoài sân không? Không. Tức là cái nhà đấy là... Trong cái đó là bó buộc đây. Bó buộc trong cái phạm vi này là bó buộc. Đấy mình thì coi như mình quản chế nó như thế này. Đây nó cái của nó đây. Thì anh em mình ở chung quanh. Không, đấy là em muốn hỏi là nó có sự ra khỏi nhưng... Không. Nó không ra khỏi, nếu ra khỏi thì... Không, thì ra, nó... ra khỏi là ra khỏi cái này thôi, cái khỏi cái à, không, lán không, thôi. Không, nó là không. Trong cái lán thôi. Tức là cứ ở trong cái lán. Ở trong cái lán. Và mà nó là... không dạy gì nó đi. Vâng, thế lúc nãy anh vừa nói là cái có một cái... Cái cặp vợ chồng hàng binh. Không, một cái tù binh mà nó chúng ra là chạy chỗ này chỗ kia đều gặp. Đấy. Thế nó ra kiểu gì để nó ra khỏi được cái lán? À, thế như thế này, cái thằng đó thì là mình xác định nó là cái loại cũng là nguy hiểm mà đề phòng cái chuyện nó ngoan cố. Được. nó chống chạy. Được. Thì là tối thì là mình đi ngủ là mình cũng xích nó vào. À. thế nhưng mà cái đoạn xích là từ cái cổ chân này lên đây thì bắt đầu nó dùng cái lưỡi dao lam để nó cắt cái xích nhưng mà không ai biết nó cái lưỡi dao lam mà nó kiên trì nó cắt mỗi ngày, nó cắt một tí mà nó cắt đến từ bao giờ mình không biết. Như tù cộng sản ấy. Như tù cộng sản. Thế xong nó cắt đến đâu thì nó lấy bùn đất nó chát vào. Thế hàng tuần thì một tuần là mình cho nó 2 lần đi tắm thì nó phải cầm cái xích để nó rũ xuống nó đập vào đá vào ấy để cho nếu mà nó có gì thì nó bong ra. Thế nhưng mà nó tóm ngay cái chỗ nó cắt đấy. Nó tóm ngay chỗ nó cắt thì nó đập thì nó đập vào chỗ kia thì nó bong chỗ khác, ở chỗ nó cắt thì vẫn không bong. Thế sau đó thì là nó cắt đứt rồi thì nó dùng là cái hầm chống bom ấy thì mình chỉ có cây xong là nấp đất lên nó khoảng 30 phân đất thôi mà. Thế là nó dùng cái muỗng inox nó khoét cái là vì cửa hầm mình khóa, tối mình đảm bảo an toàn thì cửa hầm mình khóa. Thế nó khoét ở bên cạnh này. Nó khoét, nó dùng cái thìa inox, nó khoét một cái lỗ nó chui lên. Xong nó đi, nó vượt, nó cắt rừng, nó cắt về hướng Tây thì gặp mình. Nó lại quay lại, nó cắt về hướng Bắc thì lại gặp mình. Nó cắt về hướng Nam lại gặp mình, cắt về hướng Đông thì gặp mình. Thì cuối cùng nó cắt cả đêm mà không biết đường nào mà nó cắt. Mà nó cắt đúng ở cái trạm gác. Thì nó nói lơ lớ là em định trốn nhưng mà sợ anh giải phóng bị kỷ luật cho nên là em lại về. Đấy thì là nó ấy như thế. Tức là trong cái trại của tôi là có 2 vợ chồng hàng binh. Có một cái thì là cái thằng hàng binh này thì mình đối xử không thấy gì nữa. Vì chắc gì nó còn sống. Nó không chắc gì nó còn sống. Nó không, nó hơn tuổi. Nó hơn tôi phải cỡ 4-5 tuổi. Anh ơi, cái người lính Mỹ đấy thì là anh có nhớ cấp bậc chức vụ tên tuổi của họ không? Không, thì nhớ thì mình chả nhớ vì là từ cái năm 70-72 đến giờ thì giờ nói thực sự là tôi là 2 lần tai biến. Tôi chỉ có nhớ thí dụ như anh em cùng chiến hào
thì là không bao giờ tôi quên. Thế nhưng đến bây giờ ấy thì là còn những cái gì mà tôi khoa học về ký ức của tôi thì tôi không quên. Thế nhưng những cái gì mới giờ thì tôi lại hay quên.